Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Mà em xin phép em test một cái con gì Yago, Yagia gì nữa, cái gì không biết nữa. Nó nặng như con trâu vậy. Nó có cái gì trong đây nữa nè. Cam kết là nguyên zin nha, không có sửa chữa, không có tháo ra gì trơn nha. Ngoại hình còn đẹp, em chưa chùi rửa luôn, mới tháo bọc ra luôn, thấy đẹp quá để đăng bán luôn. Chưa có lau chùi, chưa có đánh bát, không có gì trơn. Nè, bụi bặm dơ để gì luôn nè. Cái hiệu gì mà Denmark là gì, không biết của nước nào nữa. Bộ này một cái là bự như hai cái nhỏ em bán giá là 1.900.000 ha. Em quay xong thì em bắt lớn cho quý khách nghe. Khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài tặng biếu được, con này quá đẹp ha, tặng biếu được ha. Anh em nào cô chú nào gặn vụ âm thanh á, em thì chỉ biết bắt hát thôi, không có biết thưởng thức nhiều nữa đó. Quý khách cô chú nào có nhu cầu mua dùng xài liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.